2. Chia lửa. Ngày 11 tháng 8 năm 2021, khi dịch đang diễn biến hết sức phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam, Bệnh viện Gia An 115 tiếp nhận công văn khẩn số 5506 SITNVI của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi công năng một phần bệnh viện để chuyên điều trị người bệnh COVID-19. Trong đó, khu vực tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 sẽ có quy mô 250 giường, bao gồm 34 giường hồi sức cấp cứu. Nhận được công văn, bệnh viện ngay lập tức hoàn thiện các quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19, đồng thời tiến hành phân công nhân sự thành hai nhóm hoạt động độc lập để đảm bảo cả hai nhiệm vụ là khám chữa bệnh, cấp cứu 24/7 tiếp nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân thông thường và tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19. Dưới sự chỉ đạo của chủ đầu tư và ban giám đốc, cùng sự quyết tâm của các y bác sĩ, 150 giường đầu tiên thuộc Trung tâm Điều trị COVID-19 đã gấp rút đi vào hoạt động. Bệnh viện Gia An 115 chính thức trở thành một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, chia lửa cùng các bệnh viện công trong cuộc chiến chống COVID-19. Chỉ sau 2 ngày, công suất sử dụng giường bệnh đã đạt 100%. Bệnh viện đã lên kế hoạch là bao gồm thu dung cả bệnh nhân COVID và không COVID để mình không bỏ sót ai. Thì bệnh viện đã phân luồng rất là khá rõ ràng cho các bệnh nhân nào COVID và bệnh nhân nào là không COVID và có cái quy trình sàng lọc cụ thể và khá nhanh chóng để mình tiếp cận bệnh nhân, không để lây nhiễm chéo cho những người không COVID. Và trong thời gian đó thì tại bệnh viện cũng đã tiến hành cứu chữa những bệnh nhân như nhồi máu cơ tim, đột quỵ não rất là kịp thời và cứu sống được tất cả những người bệnh. Cùng lúc đó, tại khu vực điều trị COVID-19, các y bác sĩ cũng đang hối hả trong cuộc chiến với bệnh tật. Tình hình dịch thành phố nó diễn tiến khá là phức tạp. Thì trong thời gian đầu thu dung tất cả các loại bệnh ở tại Gia An đều gặp được, tức là gồm cả phân tầng nhẹ, trung bình và nặng. Và các bệnh lý đi kèm đều có, đặc biệt là những người lớn tuổi có các bệnh lý đi kèm như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch và béo phì. Tất cả các trường hợp này đều gặp tại bệnh viện Gia An. Thì rất may là bệnh viện đã được đầu tư cơ sở hạ tầng khá tốt khi mà triển khai mà thu dung điều trị COVID, tức là bao gồm cả hệ thống oxy lỏng ở khu cấp cứu, có thở máy và có đầy đủ trang thiết bị của các phân tầng cho bệnh nhân nhẹ, trung bình và nặng, bao gồm có thở oxy mũi, thở oxy mát và thở oxy dòng cao mà danh từ chuyên môn hay gọi là thở HFMC. Thở máy xâm lấn mà nội khí quản và thở máy không xâm lấn thì đã được trang bị khá đầy đủ, nên việc tiếp cận bệnh nhân là khá kịp thời và giảm được cái tỷ lệ tử vong đáng kể ở các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Cái điều này cũng khá là may mắn cho bệnh viện là nhờ có sự hỗ trợ rất là tích cực từ phía chủ đầu tư, tức là tập đoàn Hoa Lâm. Vì thế mà các thuốc men mà cho điều trị tại Bình Giang gần như là khá đầy đủ, bao gồm các thuốc hỗ trợ như là giảm triệu chứng, kháng viêm, đến những thuốc đặc trị giống như là thuốc diệt virus như là Remdesivir, hoặc là những cái thuốc mà hỗ trợ cho cơ thể tạo kháng thể và kháng viêm tốt hơn, giống như là Actemra, tiêm tĩnh mạch hay gọi là Tocilizumab. Thì tất cả những thuốc đặc trị ở Bình Gia An đều có và khá là kịp thời để cứu chữa cho người bệnh. Nhưng có thể nói, nơi cam go nhất trong cuộc chiến với tử thần chính là khu vực hồi sức cấp cứu, nơi mà các y bác sĩ đã phải chạy đua từng giây, từng phút với sự tập trung cao độ, với mục tiêu duy nhất là có thể nối dài nhịp thở, bảo vệ tính mạng cho người bệnh COVID-19. Tình hình mùa dịch bệnh COVID thì hết sức là căng thẳng, với khối lượng bệnh nhân nhập viện nặng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên số lượng nhân viên y tế thì nó có giới hạn chừng mực. Ở khoa ICU là ở cái nơi mà đặc thù là tiếp nhận những bệnh nhân rất là nặng và nguy kịch. Những người mà đi vô từ cấp cứu của bệnh viện đã là siêu hấp, đặt ống hoặc thở máy rồi. Đồng thời cũng tiếp nhận cả những bệnh nhân mà trở nặng từ những khoa ngay trong lòng nội trú của bệnh viện. Chính vì vậy mà công tác ở đây hết sức là áp lực cho nhân viên y tế. Bên cạnh đó thì nhân viên y tế chúng ta rất là thưa, với lực lượng khoảng 4 bác sĩ hồi sức và 20 điều dưỡng, chúng ta phải tiếp nhận và điều trị tới 34 giường bệnh nhân hồi sức. Và chính vì điều đó mà chúng tôi phải làm việc hết sức là cận lực, phải nỗ lực rất rất nhiều lần so với ngày bình thường, để với mục tiêu duy nhất đó là kéo những bệnh nhân nặng ra khỏi nguy kịch và ngăn ngừa những bệnh nhân mà chúng ta có thể đưa họ đến cái mức độ nguy kịch
thì quay trở về mức độ nhẹ hơn để chuyển ra trại ngoài. Hàng loạt những kỹ thuật đã được triển khai ở hồi sức, kể cả dùng những cái thuốc đắt tiền. Bên cạnh đó thì ở đây cũng triển khai những kỹ thuật cao như là lọc máu hấp phụ cytokine. Thì cũng có một số bệnh nhân nặng nguy kịch đã được cứu sống và cũng ngăn ngừa diễn tiến nặng hơn trên những bệnh nhân thở HFNC và cũng đã chuyển ra trại ngoài thành công. Số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có dấu hiệu giảm, nhu cầu nhập viện điều trị của người bệnh COVID-19 vẫn cao. Ban lãnh đạo bệnh viện cũng phải căng não làm thế nào để có thể mở rộng tiếp nhận, điều trị nhiều người bệnh hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong khi phải giải quyết bài toán tài chính vì chưa có chính sách thu viện phí điều trị COVID-19. Nhưng không thể bỏ mặc người bệnh, ban lãnh đạo bệnh viện Gia An 115 quyết tâm gồng mình vượt khó, mở rộng trung tâm điều trị lên quy mô 250 giường. Việc tăng cường các trang bị y tế để hỗ trợ công tác điều trị cho người bệnh COVID-19 cũng được đặt lên hàng đầu. Trong đó, bệnh viện đặc biệt đầu tư bình oxy y tế khổng lồ lên tổng công suất 17.000 lít. Ban lãnh đạo còn thường xuyên đi rà soát công tác khám chữa bệnh và trực tiếp thăm hỏi, động viên người bệnh đang điều trị tại trung tâm. Vừa điều trị, chăm sóc cho người bệnh, vừa phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Với các y bác sĩ, ngày và đêm nối dài trong những bộ đồ bảo hộ, họ chỉ có thể nhận ra nhau qua những cái tên được viết vội trên áo. Những bữa ăn nhanh, những phút nghỉ giải lao chớp nhoáng, các chiến sĩ áo trắng tại Bệnh viện Gia An 115 cố gắng tận dụng từng phút quý báu của mình để có thể theo sát từng người bệnh, đưa ra hướng điều trị tốt nhất. Với người bệnh COVID-19, phải chiến đấu với bệnh tật mà không có người thân bên cạnh, các điều dưỡng tại trung tâm điều trị COVID-19 luôn đặc biệt quan tâm, động viên, chia sẻ. Đã lâu rồi chúng tôi không được về nhà. Mặc dù rất nhớ con, nhớ gia đình, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhưng chúng tôi đã nén lại những cái nỗi nhớ để chiến đấu về sức khỏe của người bệnh, đặc biệt là tại khu hồi sức cấp cứu COVID. Chúng tôi phải luôn luôn làm việc với một cường độ cao, giành giật sự sống, cái chết bằng tay tử thần cho người bệnh. Trong những cái tình trạng nặng, những người bệnh không có người thân bên cạnh, chúng tôi đã phải gác lại những cái niềm vui của bản thân mình, của gia đình, để có thể lo với nỗi lo chung của toàn xã hội để cùng vượt qua cái đại dịch COVID-19. Nhờ sự tận tâm tận lực của các y bác sĩ, nhiều bệnh nhân COVID-19 đã thoát khỏi cửa tử một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, với những người bệnh COVID-19 nặng, thời gian điều trị kéo dài, quá trình phục hồi cần được đặc biệt chú ý để tránh tối đa những di chứng, biến chứng của bệnh. Lúc này, trọng trách được đặt lên vai các bác sĩ, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Khi mà bệnh viện bắt đầu tiếp nhận điều trị người bệnh COVID, thì khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng cũng được yêu cầu là tham gia để hỗ trợ tối đa, chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Khoảng thời gian mà điều trị cho người bệnh COVID phải nói là một cái khoảng thời gian chắc là khó quên trong đời, tại vì phải tiến hành công tác ở trong một cái môi trường nó tương đối là khắc nghiệt hơn. Trong cái bộ đồ này, có khi là tụi em điều trị cho bệnh nhân thì ở trước mắt chỉ là một màn sương mù hay là mồ hôi thôi. Nhưng mà cũng cố gắng, tại vì thấy các anh chị bác sĩ, rồi các bạn điều dưỡng, rồi các bạn tình nguyện viên, tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng. Thì một ngày thì tụi em sẽ tiến hành điều trị một lần hay là hai lần, tùy theo cái nhu cầu của người bệnh. Có những bệnh nhân là cần được hỗ trợ tối đa hai lần một ngày, và có những bệnh nhân là cần 2 đến 4 người để chăm sóc hay là xoay chở. Và cái công tác điều trị cho bệnh nhân COVID đó thì nó không chỉ là trong giai đoạn cấp tính, mà có nhiều người bệnh trong giai đoạn mà bắt đầu hồi phục thì cũng gặp nhiều cái khó khăn, ví dụ như là không thể tự ngồi được, hay là gặp cái tình trạng khó thở hay là yếu cơ đáng kể. Trong cuộc chiến chống COVID-19, không chỉ các y bác sĩ trong khu điều trị mới hối hả tận dụng từng phút để cứu chữa người bệnh, tại khu vực xét nghiệm, các bác sĩ, kỹ thuật viên cũng không được nghỉ tay. Mỗi ngày, Bệnh viện Gia An tiếp nhận hơn 1.000 mẫu xét nghiệm test COVID gồm PCR và test nhanh kháng nguyên
Quy trình xử lý bệnh mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Gia An được thiết lập chặt chẽ và bám sát các hướng dẫn quy định của Bộ Y tế nhằm đảm bảo nhanh và chính xác và an toàn. Bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV sẽ được thu thập bởi các nhân viên y tế đã được tập huấn về an toàn sinh học và được hỗ trợ bởi tất cả các nhân viên của bệnh viện được tập huấn và quy trình lấy mẫu. Thùng vận chuyển mẫu thì được chuyển trong các thùng bảo đảm an toàn sinh học và các mẫu sau khi được lưu xét nghiệm được lưu trữ và xử lý đúng theo quy định của Bộ Y tế. Nhờ sự nỗ lực và trái tim nhiệt huyết của những chiến sĩ áo trắng, đã có nhiều người bệnh được xuất viện và đưa về tận nhà trên chuyến xe nghĩa tình không đồng trong niềm vui chiến thắng bệnh tật và sắp được đoàn tụ cùng gia đình. Những cánh tay tạm biệt, những ánh mắt chan chứa niềm vui, những lời cảm ơn chân tình, tất cả đã tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ để bền tâm, vững chí cùng cả nước bước qua những ngày thách thức. Gia An 115, chất lượng kiến tạo niềm tin.